Xin chào mọi người, tối nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop Dell Latitude 7480 nha mọi người. Đây là cái dòng 7480 thì nó là vỏ nhôm và nó được phủ nhung. Tí nữa mình sẽ quay rõ cái ngoại hình ở bên ngoài cho mọi người xem. Và mình có báo giá luôn, bất kỳ cái video nào của mình cũng đều có báo giá công khai trong video hết nha mọi người. Đây là cái bản màn hình 14 inch. Đó, cái màn hình này á, thì là màn hình HD, không phải Full HD nhưng nhìn nghiêng vẫn thấy được rõ. Cái màu sắc nó đẹp mọi người, cái màu sắc mới nãy khi vừa lên thì mình cứ nghĩ là nó Full HD thôi. Nhưng mình kiểm tra thì mới biết được là nó HD. Chắc là do cái dòng này á, là cái màn hình nó sáng nó đẹp á mọi người. Nhìn cái màn hình rất là đẹp ha, nó không khác gì Full HD đâu, màu sắc rất là đẹp. Phím mà cực kỳ đẹp luôn và có phím LED nữa mọi người nè, có LED phím nè. Đó, phím êm mềm xịn. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế đó, mọi người dán vào thì nó sẽ y khuôn như thế này và nó không có xấu hơn đâu mọi người, nó chỉ đẹp hơn thôi ha. Và mình vẫn giữ nguyên được bản chất của zin xịn mềm của phím Nhật nè, rất là nảy, bấm rất là đã luôn. Góc cạnh là cũng ok. Đây thì có cái dấu sticker hơi mờ mờ, hầu hết trên cái đeo là nó có. Và của đeo người ta dán lên nó, sau này người ta mới lột thì nó hơi mờ mờ như vậy thôi. Bàn re chuột cũng ok mọi người ha. Góc cạnh khá là đẹp. Màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Nói chung là cái mặt ở bên trong này là tương đối là ok. Cái giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Cái cấu hình này Dell Latitude 7480 đó, màn hình 14 inch đó, dành cho ai mà thích 14 inch thì cái dòng này là 15.6 inch, mà mọi người thấy to quá thì dùng 14 inch là cũng rất là tiện. i5 6300. RAM 8GB và SSD là 256GB. Cái RAM này mọi người có thể nâng cấp RAM ok nha mọi người. Mình có thể tháo ra RAM ra và mình bỏ RAM 16GB vô. Nói chung là dòng có thể nâng cấp được cả SSD đồ luôn. RAM 8 SSD 256 thì cái tầm giá nó vừa phải, sau này mọi người thích đó thì mọi người nâng cấp RAM. Có thể bật ngửa 180 độ như thế này ha, cũng là cái mẫu máy rất là tiện gọn, nó y hệt 7390 thôi mà đều là nó to hơn. 7390 thì 13.3, còn cái này thì nó là 7480 thì nó là 14 inch. Ngõ sạc này, ngõ Type-C, HDMI, USB USB nè. Bên này có thể bật ngửa 180 độ ha. Bên này là ngõ tai nghe nè, mạng LAN, USB. Chung là các ngõ kết nối là đầy đủ hết. Trên đeo thì rất là tiện, cái phím LED nè nhìn rất là đã, bấm nảy lắm mọi người. Khi mà cái này là pin nó trên 3 giờ nha mọi người, pin rất là ok luôn, pin còn cực kỳ tốt. Màn hình 14 inch nè. Cái máy đây, trầy xước thì cũng không có cái gì mà trầy xước nặng hết mọi người, tại vì nó y hệt 7390 thôi, nó là vỏ nó là vỏ nhôm phủ cái lớp nhung mà chống trơn trượt đó. Góc cạnh là bị trầy xước thì không không có thấy bị trầy xước, nhưng có dấu hiệu cũ đó, qua sử dụng thì chắc chắn là phải có rồi. Các góc cạnh thì nó hơi mòn, nó mòn cái nhung á mọi người. Đây bên này cũng vậy nè, đó đây mình quay rõ cho mọi người xem đó, nó có mòn cái lớp nhung thì nó cũng ra cái sơn đen vậy thôi. Và cái nẹp nhôm là còn khá là mới, không có bị cứng trước. Đây có xước một tí nè, đây có xước một tí nha, 14 inch. Đây cũng vậy. Và mình báo giá mọi người giá cực kỳ ok, máy kèm sạc zin luôn là 4 triệu 8 ha, cho con Dell 7480. Mình nghĩ là ai mà cần 14 inch lấy con này là quá hợp lý mọi người. Xài dễ, giáo viên, văn phòng, con cái học hành, học online, vừa sang, vừa vừa tiện mà dễ sử dụng mà lại bền nữa. Rồi ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng mình có bao test mọi người 7 ngày ha. Máy là có bao zin. Rồi, đây là mọi người. Zin nguyên bản.